Với năng suất cao như vậy thì sẽ là cơ sở để chúng ta hạ giá thành của sản phẩm, tạo ra cạnh tranh mới từ những chuỗi liên kết bền chặt. Tổ chức Forest Chain chỉ ra, cây mía chỉ có thể cạnh tranh với cây ngô ở vùng núi phía Bắc, còn ở tất cả các vùng, cây mía đều ở thế cạnh tranh yếu hơn với bất cứ cây trồng nào. Trước thực tế này, tỉnh Gia Lai, nơi có diện tích mía dẫn đầu khu vực Tây Nguyên với hơn 33.000 ha, đã triển khai nhiều giải pháp bền vững, xây dựng liên kết chuỗi sản xuất theo cách nông dân có đất, doanh nghiệp đầu tư trồng mía không lấy lãi. Từ đây tạo động lực cho cả nông dân và doanh nghiệp thay đổi giá trị của mía và đường. Hiện giá thu mua mía tận ruộng của nhà máy đường An Khê là 1.050.000 đồng một tấn, tăng 100.000 đồng so với vụ trước. Cùng với đó, các hộ dân người Ba Na còn được nhà máy hỗ trợ chi phí vận chuyển với mức bình quân là khoảng 140.000 đồng một tấn. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta mía nông dân có thể thu lợi nhuận từ 20 đến hơn 40 triệu đồng. Nói về cây mía năm 2022 này thì so với mấy năm trước thì giá cả thì nó ổn định hơn. Năm nay thì 10 chữ là 1.050.000, bà con cũng vẫn còn lợi nhuận. Năm trước thì vận chuyển là cũng có hỗ trợ, mà một tấn là 95.000, nhưng mà năm nay thì 123.000, bà con cũng có sự là phấn khởi đi một chút. Để đảm bảo tiêu thụ hết vùng nguyên liệu mía khu vực Đông Gia Lai trên 21.000 ha, hiện nay nhà máy đường An Khê đã tập trung nhân lực, đẩy mạnh công suất ép mía. Phấn đấu đến giữa tháng 4 tới đây sẽ tiêu thụ hết sản lượng mía cho nông dân với khoảng 1,2 triệu tấn. Thì hiện nay thì với công suất là 16.000 tấn mỗi ngày, và cái lượng nhân công và cái lượng xe vận chuyển trên vùng thì nó cũng hài hòa và nó phù hợp. Từ trước đến nay thì nhà máy cũng luôn luôn ưu tiên cho các vùng mía là vùng sâu vùng xa, rồi vùng khô hạn trước, trồng trước thì thu hoạch trước. Đặc biệt nhất là ưu tiên là những cái diện tích mà cánh đồng lớn. Trong thời gian vừa qua đã có sự liên kết chặt chẽ hơn, nhất là việc công khai các cái chính sách đầu tư của nhà máy cũng như là giá cả thu mua, các vấn đề liên quan đến cái thời gian vận chuyển rồi trữ đường thì nhà máy cũng đã có ghi nhận rồi phối hợp với địa phương để tháo gỡ. Trong bối cảnh khó khăn chung, việc góp đất làm ăn với doanh nghiệp mía đường đã đem lại lợi nhuận bền vững cho đồng bào Ba Na ở vùng Đông Gia Lai.